Hôm nay mình lại về một cặp loa bao 363 rồi. Rất là lâu rồi mình mới về cặp này. Mà cũng lẽ là giờ mình kén quá. Tại vì mình tuyển chọn những cái cặp đẹp mình mới về. Thì những cái cặp mà nó có hơi trầy hay là hơi bị nhăn thì mình không có nhập về, dù có rẻ. Tại vì cái dòng 363 này thì nó, cái hộ phách của nó cần phải đẹp, gọi là hoàn hảo. Hoặc không thì một chút xíu trầy xước, nhỏ xíu thì chấp nhận. Chứ còn nó mà nó hơi bị trầy nhiều thì nó sẽ rất là ảnh hưởng đến ngoại hình. Và cặp 363 của mình thì hôm nay là hoàn hảo nhất bạn, cực kỳ đẹp, rất là sang trọng. Chiều cao của nó là 87, chiều ngang là 30 và chiều sau là 28 nha. Loa tính cả chân á, chứ còn không có chân thì nó cao ít hơn. Và tất nhiên những cái loa này thì có chân nó mới đẹp nha. Lưới của nó còn rất là đẹp. Không có bị cái lưới bao nè, thì cái vải của nó là cái vải có màu luôn. Cái màu này là màu màu đà đà, giống như là cái màu của cái thùng loa kiểu kiểu á. Nó phải nói về độ đẹp của bao á thì 363 là hoàng hậu trong các đời loa của Lobo. Thì 363, 464 thì mình cũng thấy đẹp nhưng mà nó không đẹp bằng 363. Còn những dòng bao khác như là 10.2, 10.2 series 2 thì cái độ đẹp của nó không không quá đẹp bằng cái này. Còn đa số loa bao thì nó thiết kế xấu, như là 501 series 3, series 4, như là 401, 301 mình cũng thấy xấu luôn. Chỉ có đời 10.2 series 2 rồi 363, 464 thì mình sẽ thấy đẹp thôi. Như bạn hỏi mình á, bao thì có phải dòng loa high end hay không? Thì bao nó không xếp vào high end, nó chỉ xếp vào là dòng loa hi-fi thôi. Nghe nhạc hay, chúng ta chơi nhạc vàng được, nhạc trữ tình được, karaoke được. Còn xếp vào high end thì phải nói đến những cái trend khác như là bao Wilkin, như là Tăng Noi và những cái đời cao nha. Chứ không phải là cái nào chúng ta cũng đánh đồng là high end. Nhưng mà cái cặp loa này hai mấy triệu, hơn 20 một chút, thì mình báo luôn giá là 21 triệu rưỡi. Thì người ta nghe với cái tầm tiền này thì rất là chất, chất âm rất là uy lực, chi tiết mạnh mẽ và karaoke cũng được, rất là ok. Là cái ngoại hình thì quá đẹp luôn, rồi quá sang trọng luôn, quá mỹ mãn. Một cặp loa mà không tìm thấy điểm nào để chê. Cho dù các bạn ngồi đây 15 20 phút, nửa tiếng các bạn tìm ra chỗ chê thì cũng không có đâu. Nó quá xuất sắc rồi. Cách đây mười mấy năm á, lúc mà mình bắt đầu chơi loa thì mình cũng đã rất là thích cái thiết kế này của bao rồi. Thiết kế của 363 này rồi. Tại vì nó, chúng ta nhìn vào là chúng ta thấy cái ngôn ngữ thiết kế là chúng ta nhận diện ra ngay đó là dòng loa bao chứ không phải là dòng loa nào khác. Thì mỗi cái hãng có một cái ngôn ngữ thiết kế và nhìn vào nó nhận ra, và cái ngôn ngữ thiết kế của bao 363 thì rất là độc đáo. Nói về hệ thống loa thì nó có hai loa bên ngoài, một loa bass 14, xin lỗi, một loa mid này 12 và 14, một loa Tret Dome. Và bên trong nó thì nó có một cái loa bass 20 nữa nha. Đây 363, đây cái 363 này đây. Chúng ta gắm vào, chúng ta gắm vào cái đường input này này. Thật ra thì cái hai cái này nó kết nối với nhau. Chúng ta bỏ cái này ra, chúng ta chơi cái dưới này nó vẫn ra hai đường tiếng, nhưng mà kết nối cái này thì nó tăng lên thêm cái trép nữa đó. Chỉ lỗi, thêm một cái mic nữa, cắt cái trạm bằng đồng còn nguyên hết. Loa này thì cái đế, cái chân của nó còn bốn cái gọi là cái chén, cái để nó kê chống rung. Để đâu rồi? Quá đẹp luôn.
Rồi bây giờ mình công bố cái thông số kỹ thuật luôn nha. Cái dòng bào 363 này thì nó được sản xuất vào những năm 93 đến năm 98 nha. Cái chiều cao rộng sau thì mình nói rồi. Công suất là từ 80 cho đến 210W, trở kháng 6 ohm. Mà độ nhạy là 91 dB nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ test nha cho các bạn nghe. Các bạn đừng quên đăng ký để không bỏ lỡ video mới nhất đến từ kênh của mình. Với cặp loa này chúng ta tha hồ lựa chọn tất cả các thể loại nhạc chúng ta nghe. Tôi kể người nghe đời lăn ba điệp một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca. Thuở ấy điệp vui như bướm trắng say đắm bên làn, làn như bóng hoa ngàn thương yêu vô vàn. Nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan. Chuông đổ chùa xa chiều tan trường về, điệp cùng làn chung cuối nẻo đường đi, đôi bóng hẹn mùa thi làn khóc đợi người đi. Lần cuối gặp nhau làn khẽ nói thương mãi nghe anh, em yêu anh chân tình. Nếu duyên không thành điệp ơi làn tóc quên đời vì anh. Nhưng ai đâu ngờ lời xưa đã chứng minh khi đời tan vỡ. Làn đau buồn quá khi hay điệp đã đi xây mộng gia đình. Ai nào biết cho ai, đời quá chua cay duyên đành lỡ vì ai. Bao nhiêu niềm vui cũng vùi chôn từ đây, vùi chôn từ đây. Lỡ một cung đàn phải chẳng tình đời là vòng dây oan. Tình yêu lan có tội gì đâu, sao vướng vào sầu đau. Nàng sống mà tim như đã chết, riêng bóng cô đơn đôi môi xinh phai tàn. Thương thay cho nàng buồn xa nhân thế nào. Nhưng ai đâu ngờ lời xưa đã chứng minh khi đời tan vỡ. Làn đau buồn quá hay điệp đã đi xây mộng gia đình. Ai nào biết cho ai, đời quá chua cay duyên đành lỡ vì ai. Bao nhiêu niềm vui cũng vùi chôn từ
đây, vui chôn từ đây. Lo một cung đàn, phải chăng tình đời là vòng dây oan trai? Nếu vì tình yêu Lan có tội gì đâu, sao vướng vào sầu đau? Nàng sống mà tim như đã chết, riêng bóng cô đơn, đôi môi xinh phai tàn. Thương thay cho nàng, buồn xa nhân thế náu thân cửa tử bi. Thương thay cho nàng, buồn xa nhân thế náu thân cửa.